Chào mừng anh em quay trở lại với channel của Mê Xe. Anh em có nhìn thấy điều gì đặc biệt trong video ngày hôm nay không? Tôi đang cầm lái một chiếc xe mà có giá trị nhất từ hồi mà tôi làm reviewer của kênh Mê Xe đến bây giờ. Chính xác là chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive đời 2018 có giá lăn bánh ở thời điểm lúc mua là khoảng gần 2 tỷ đồng. Tôi thường nghe nhiều anh em chia sẻ ở trên những cái diễn đàn về xe mè chẳng hạn, đó là nếu mà đã ngồi lái xe Đức rồi thì không thể lái được những cái xe của Nhật hay của Hàn được. Và ngay từ đầu video thì tôi muốn trải nghiệm luôn là xem cái nhận định này của rất là nhiều anh em có tiền tỷ lái xe mè nó có đúng hay không. Cảm nhận đầu tiên đấy là cái cần số ở ngay trên vô lăng này thì nó khá là tiện lợi, đặc biệt khi mà phải xoay sở tiến lùi liên tục khi mà đang tắc đường chẳng hạn, đang phải quay đầu xe mà có một đống ông ở phía sau cứ liên tục bíp còi. Cái phần cần số này thực sự là nó cho chúng ta cái sự kiểm soát rất là tốt và có thể điều khiển chiếc xe di chuyển ngay tức thời. Phần điều hòa thì cũng mát mẻ, nhưng mà như anh chủ xe chia sẻ, thật sự đấy là cái phần điều hòa ở trên xe Đức nói chung và đặc biệt trên chiếc xe này thì sẽ không thể mát sâu như những dòng xe của Toyota được. Tôi vừa mới đi qua một cái gờ giảm sóc ở trên đường, nhưng là tôi đánh giá là nó hơi, có vẻ là hơi sóc nhỉ. Có thể là cái hệ thống giảm sóc này nó sẽ biến thiên theo cái tốc độ này, theo cái cách di chuyển của người lái. Không biết là có chính xác hay không, nhưng anh em nào chạy mẹt nhiều thì rất mong là sẽ được học hỏi và chia sẻ ở phần comment. Phần đồng hồ tốc độ phía trước này, rồi là mặt LCD, nhìn chung là trực quan, dễ nhìn, sang trọng. Không biết là có nói quá hay không, kể cả cái phần ánh đèn, rồi cái phần màu sắc ở trên cái mặt đồng hồ hiển thị tốc độ, hiển thị vòng tua, cũng như là hiển thị trip này, hiển thị một số những cái thông tin của xe, nó ít nhiều nó cũng mang hơi hướng, mang cái hơi thở rất là hiện đại và sang trọng. Thực sự là tôi đã hiểu tại sao người ta lại bảo rằng là xe Đức, lái xe Đức thì không muốn lái những cái xe rẻ tiền hơn, hay là không muốn lái những cái xe của Nhật, của Hàn. Đó là cái phần vô lăng này nó lại mang lại một cái cảm xúc và cái sự kiểm soát, dùng cái từ tuyệt đối không biết có quá hay không, nhưng mà cá nhân tôi cảm nhận là vặn vô lăng đến đâu thì kiểu biết đến đó ấy. Cảm nhận được cái sự liên hệ của vô lăng với cả bánh xe với cả mặt đường, nó rất là liền lạc và nó có một sự liên kết chặt chẽ với nhau, gần như là không có độ dơ. Chỉ cần lắc nhẹ như này thôi là đã cảm nhận được cái xe nó di chuyển theo cái quá trình mà xoay vô lăng. Đây là một chiếc xe có khối động cơ là 211 mã lực và moment xoắn là 350 Nm cực đại. Và với rất là nhiều chế độ lái, ở đây tôi có thể nhìn thấy là chế độ lái individual này, là cá nhân này, Sport Plus, Sport, Comfort với cả Eco. Tôi đi thử Eco thì chân ga nó vẫn có ít nhiều độ trễ này. Bây giờ để tôi thử đi ra một cái đoạn đường dài rộng và thử Sport cộng xem chiếc xe này nó sẽ biểu diễn ra sao. Chuẩn bị. Ủa đấy bạn. Thật đây, tôi đang để Sport cộng và cố gắng để kiểm soát cái xe thì chiếc xe nó chỉ lúc nào nó cũng kiểu chờ trực để có thể chồm lên ngay lập tức thôi. Những anh em xem mê xe chắc hẳn là ít nhiều cũng đã trải nghiệm đi máy bay rồi. Anh em có nhớ cái lúc cất cánh ấy thì máy bay nó sẽ như nào không? Cái lúc mà chuẩn bị bốc đầu lên ấy thì cái cảm giác mà để Sport cộng trên chiếc C250 Exclusive này, cái lúc mà đạp thúc ga thì nó tương tự. Đấy, nó tương tự như cái lúc mà máy bay cất cánh, lập tức là lưng dính vào ghế, thậm chí còn hơn, thậm chí nói hơi quá, tôi cảm thấy còn độ chồm nó còn kinh khủng hơn. Một cái điểm mà tôi đánh giá là một cái sự khác biệt khi mà tôi lần đầu cầm lái chiếc xe này,
đấy là khi mà vào cua ở tốc độ cao và khi đánh lái đột ngột ở tốc độ cao thì chiếc xe nó mang lại cái sự ổn định thực sự là rất là tốt. Không biết là có cổ súy cho cái việc đi tốc độ cao hay không, nhưng mà tôi đã từng nhìn thấy những anh em chạy mệt chia sẻ cái hình ảnh là chạy cái chiếc xe với tốc độ lên tới khoảng 200 km/h. Tôi hiểu tại sao mà có thể đi được với cái tốc độ như vậy. Về cái trải nghiệm ngồi ở trong khoang lái của chiếc xe này thì như tôi cũng có chia sẻ là nghe khá nhiều cái tiếng vọng vào của cái hệ thống treo khi mà đi qua những cái gờ giảm tốc. Đó, đi qua những cái chỗ sóc. Thế còn tiếng động cơ thì chỉ có đạp thốc ga mới nghe thôi, chứ còn di chuyển nhẹ nhàng bình thường thì nó rất là êm ái. Và cái hệ thống treo nó xử lý ở những cái đoạn mấp mô nhỏ, nó rất là ổn định. Cái xe nó luôn giữ được cái trọng tâm nó tốt, người ngồi trên xe không bị rung lắc nhiều. Một cái nâng cấp mà theo tôi là nó vô cùng đáng giá nếu mà so với những phiên bản đời trước, đó là hộp số 9G-tronic lên tới 9 cấp. Không biết là nó có quá hay không, chứ khi mà tôi lái chiếc xe này, nếu mà không quan sát cái, không nhìn cái đồng hồ vòng tua ấy, thì tôi không thể biết được là cái xe này nó chuyển số lúc nào. Nó quá là êm ái và nó không có một cái cảm nhận gì để mình nhớ tới cả. Một cái điểm theo tôi mà rất là đáng tiền và mang lại những cái trải nghiệm thực sự tuyệt vời cho người sử dụng khi mà ngồi trên chiếc xe này, đó là hệ thống loa Burmester lên tới 13 loa. Chúng tôi sẽ có một cái đoạn ngắn, một đoạn video ngắn ngay sau đây. Cái phần nghe thử cái âm thanh của loa Burmester này. Không biết là qua cái phần mic thu âm thì nó sẽ thể hiện được bao nhiêu. Tuy nhiên là anh em, mời anh em cảm nhận và chia sẻ phần comment. Cá nhân tôi thì là một người không quan tâm quá nhiều đến cái âm thanh, thông tin giải trí. Thế nhưng mà rõ ràng là khi mà bật cái hệ thống loa Burmester này trong cái khoang xe này thì nó mang lại cái trải nghiệm đúng là như một chiếc rạp hát di động. Đặt dưới tham chiếu là một chiếc xe hạng C. Tuy nhiên là theo tôi quan sát là cái phần đầu nó cũng khá là dài. Thì khi mà tôi ngồi ở vị trí này thì nhìn chung là quan sát cũng tốt thôi, cũng dễ làm chủ. Nó có một cái phần logo lồi lên ở phía trước, vừa là một cái điểm trang trí mà theo cá nhân tôi vừa là một cái điểm nhìn rất là tốt để chúng ta có thể căn xe. Cửa sổ chơi ở trên chiếc C250 này mới chỉ là cửa sổ chơi nhỏ nhỏ thôi, chứ chưa phải là cửa sổ chơi toàn cảnh. Đó, vậy thôi. Một số những cái chia sẻ nó rất là cá nhân. Và cái tham chiếu của tôi là một người chưa được lái xe sang bao giờ, lần đầu tiên cầm lái một chiếc xe nó đắt tiền như thế này. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ trở về cái địa điểm quay và sẽ mang tới cho anh em cái phần đánh giá về nội ngoại thất của chiếc xe này. Cá nhân tôi khi mà nhìn cái xe này ngoài đường thì khi mà chưa tìm hiểu thật sự nhiều về những cái dòng Mercedes nói chung thì tôi thường bị nhầm lẫn với dòng S-Class khi mà chưa nhìn kỹ và chưa nhìn cái chữ C250 ở phía đằng sau. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thứ nhất là như anh em có thể nhìn thấy ở đây là cái cụm lưới tản nhiệt phía trước thì được làm nhiều chấu hơn. Cái mặt ca lăng ở đằng trước này thì sẽ có cái đóng mở khi mà nổ máy cũng như là điều chỉnh cái nhiệt độ máy phù hợp. Ngay đây, đây là hệ thống camera 360 này. Phía bên trên này có một cái logo của Mercedes-Benz được làm rất là sang trọng. Tiếp tục là một cái phần logo lồi lên, cao lên phía trên ở trên nắp capo. Chiếc xe này thì mang hơi hướng rất là nhiều của cái dòng S-Class, mà rất là nhiều những cái kênh review xe thì có gọi đây là chiếc S-Class thu nhỏ. Và quả thật là đúng là như vậy. Phần đèn của chiếc xe này thì như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì nó là những cái tinh cầu LED nhưng mà được làm rất là tỉ mỉ, nó có tính thẩm mỹ rất là cao. Chứ nó không phải là những cái bóng kiểu bóng halogen hay là những cái tinh cầu projector trông nó đơn giản đâu, mà trông nó cầu kỳ như này. Và như tôi có đọc được chữ ở đây là LED Intelligent Light System, nghĩa là hệ thống đèn LED thông minh.
nghe phong thanh ở đâu đó thì cái hệ thống đèn LED này có thể điều chỉnh ánh sáng này, điều chỉnh cường độ chiếu của các bóng LED khi mà vào cua này, hay là khi mà gặp xe đi ngược chiều chẳng hạn. Theo tôi thì đây là một cái trang bị không những là đẹp, là sang trọng mà nó còn rất là an toàn và nó mang tính nhân văn rất là cao. Tiếp theo, nhìn ngay xuống dưới thì chúng ta có thể phát hiện một số những cái cảm biến. Dễ hiểu thôi, một chiếc xe đến tầm 2 tỷ rồi thì những cái hệ thống an toàn, những cái trang bị hỗ trợ cho người lái thì quả thật là không thiếu, và những cái cảm biến này là điều dễ hiểu. Khi mà quan sát cái phần thân xe của chiếc xe này thì cá nhân tôi nhận thấy là nó rất là dài, nhìn cái xe nó trường. Chiếc C-Class này thì được hãng xe của Đức xếp ở cái phân khúc là xe sedan hạng C hay là C cộng gì đó về cái mặt kích thước, về chiều dài trục cơ sở của xe. Thế nhưng mà cá nhân tôi khi mà quan sát cái phần thân xe, cái chiều dài của xe này thì tôi cảm giác như đây là một chiếc xe hạng D cơ. Ở phần vành xe thì đến đời 2018 thì đã được nâng cấp lên phiên bản vành là 18 inch, 5 chấu kép. Theo cái mắt nhìn của tôi thì kích thước 18 inch của cái phần vành này thì nó rất là vừa vặn với tổng thể chiếc xe. Trông chiếc xe nó thể thao và cái phần bánh xe nó không bị gọi là chênh lệch quá nhiều. Phần gương xe ở chiếc xe này thì có một cái phần xi nhan LED được làm thon thon và chạy dài từ ngay gần đầu gương đến vòng tít sang bên này. Rất là đẹp và đúng là không có gì để nói rồi. Ở phía bên dưới này chúng ta có camera của hệ thống camera 360. Chính vì cái phần gương nó cái xi nhan LED này rất là đẹp này, rồi là tích hợp thêm cả camera 360 ở ngay phía dưới này thì cái giá trị của chiếc gương này thực sự là nó rất là cao. Như anh chủ xe có chia sẻ là đây, một con SH. Ở phần đuôi xe, đấy, sáng nay thì vừa mới lên mạng tìm hiểu về các cái dòng của mày thì chia sẻ luôn. Đấy là cái sự khác biệt của cái đèn trên C-Class với cả S-Class. Đó là trên C-Class chúng ta sẽ có hai cái giải LED. Đây. Còn nếu trên S-Class là sẽ có thêm một cái giải LED này nữa, tổng cộng là 3. Đấy là cái điểm phân biệt. Ở đây thì chúng ta có C250 logo rồi. Logo ngôi sao ba cánh. Một cái gì đấy rất là thời thượng, rất là đẳng cấp. Cảm biến lùi ở phía dưới này có 4 chiếc camera có vẻ như là được thụt ở trong này, và khi nào mà cài số lùi hoặc là khi mà sử dụng cái hệ thống cam 360 hay là chiếc xe này có cái tính năng rất là thông minh, đấy là tự động đỗ xe, tự động ghép ngang ghép dọc. Đó, tôi đánh giá đây một tính năng rất là phù hợp trong đô thị, đặc biệt là những cái thành phố chật chội như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, hay là những chị em mà sử dụng xe. Tuy nhiên là anh chủ xe có chia sẻ là anh ấy chưa dám thử, chưa có điều kiện, cũng như một phần là chưa dám thử cái tính năng này. Cả hai bô đều là bô thật và có cái clip chia bô. Ở những cái dòng hạng D như là Mazda 6 chẳng hạn thì thường là sẽ độ thêm cái phần clip bô, rất là giống với cả phần clip bô của chiếc Mercedes C250 này. Phần cốp xe, sau đây tôi sẽ thể hiện. Ấy, chỉ một nút bấm thôi. Anh em thấy gì không? Ba lô underwater nha. Nhưng mà hôm nay không có comment là đề nghị review cái ba lô này đâu. Chúng tôi đã nhận được rất là nhiều comment như vậy rồi. Chắc chắn là sẽ có cái bài review sớm. Bên trong này thì chúng tôi cũng đã để khá là nhiều đồ đạc này. Có cái hộp đựng này, có những cái trang thiết bị đi quay này. Rồi là gậy bóng chày. Gậy bóng chày của Supreme. Người đi mẹt cũng khó khác, ngay cả đến cái tự vệ nó cũng là hàng hiệu. Nếu mà so với chiếc xe hạng D là Mazda 6 mà tôi đã có cơ hội trải nghiệm thì nếu mà xét về cái không gian sâu ở bên trong thì kém một chút thôi, chỉ kém một chút thôi. Nhìn chung là rộng rãi. Ở một chiếc sedan như mẹt, kể cả hạng C đi thì chắc chắn là cái phần cốp xe cũng không có quá nhiều điều để chúng ta cần phải phàn nàn rồi. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn đóng cốp. Dùng từ biểu diễn hơi quá nhá, cái này thì ai cũng biết thôi. Nhưng mà đối với cá nhân tôi nhá, khi mà nhìn thấy cái việc mà được mở cốp tự động như này, thực sự nó là một cái trải nghiệm gì đấy, cảm giác nó rất là sang chảnh và đẳng cấp. Bước vào khoang nội thất của chiếc xe này, có lẽ là tôi sẽ không kể chi tiết là nó có những cái gì, công nghệ nó ra sao, bởi vì thực sự nó rất là thừa thãi. Thế nên là tôi sẽ chia sẻ những cái mà tôi ấn tượng khi mà bước vào cái khoang nội thất của chiếc xe này. Ấn tượng đầu tiên, đấy là cái phần mùi. Do trên chiếc xe này có cái hệ thống gọi là ion hóa không khí và cái nước hoa được đây. Anh em xem ngay cái phần có cái lọ nước hoa đặt trong này này. Thế nên là tạo cho chiếc xe nó có một cái mùi thơm.
và cái mùi kiểu mùi của sự giàu có ấy, như thằng Lâm nó hay kiểu hít 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 này, xong nó bảo nghe ở đây có mùi dầu. Thì đây đúng là bây giờ tôi đã cảm nhận được cái mùi dầu khi mà ngồi ở trong chiếc xe có giá trị lên tới gần 2 tỷ đồng này. Phần tiếp theo là tôi ấn tượng và chú ý đến các cái chất liệu của nội thất. Thực sự đây là cái phần da, nó đúng là kiểu là da ấy, nó rất là cao cấp và sờ nó mềm này, các cái đường chỉ khâu cũng rất là tỉ mỉ và nổi rất là rõ. Tiếp theo ở đây không rõ là nhựa hay là kim loại. Cái cảm giác ở hai cái đầu ngón tay khi mà sờ vào đây thì nó khá là cao cấp. Tiếp tục ở đây chúng ta đều có da, nhìn chung là rất nhiều da. Rồi là phần ốp gỗ đó, rất khó để tìm thấy nhựa, không biết là nhựa ở đâu. Gọi là chê thì không dám, nhưng mà theo tôi là hơi đáng tiếc ở trên chiếc xe này. Đó là cái phần viền của cái màn hình giải trí trung tâm này, nó khá là to. Phần màn hình ở bên trong thì nó không to nổi bật lắm, tuy nhiên là nó cũng đủ để chúng ta có thể quan sát, để chúng ta có thể điều khiển cái hệ thống thông tin giải trí. Ghế da thì mềm rồi này, chỉnh điện đâu đó hình như là lên tới mười mấy hướng à. Nhớ ghế 3 vị trí này, rồi là vô lăng nữa cũng chỉnh điện này. Những cái chất liệu khác ở trên xe này, như là kể cả các cái núm điều hòa này, rồi nghe cái tiếng này. Đây, ngay cả cái tiếng tạch tạch, cảm giác nó cũng rất là tròn và nghe nó sang tai ấy, chứ nó không bị ọp ẹp. Những cái nút bấm này, cái touchpad để điều khiển. Cái màn hình của chiếc xe này thì là không phải màn hình cảm ứng, mà chúng ta sẽ điều khiển chỉ qua một cái touchpad ở phía dưới này thôi. Lúc nãy thì tôi có điều khiển thử rồi, nó khá là nhạy. Cái đồng hồ được làm ở ngay bên cạnh những cái nút điều khiển chính giữa này. Về cái chức năng để xem giờ thì tôi không biết là nó có thực sự hữu ích hay không. Tuy nhiên là một cái đồng hồ cơ được đặt ở đây, nó làm cho chiếc xe nó sang trọng, nó sang chảnh hơn rất là nhiều. Bước ra hàng ghế sau, khi mà đã chỉnh cho cái ghế trước nó phù hợp với cái tư thế ngồi lái của tôi rồi, thì với một người cao 1m7, nặng khoảng 70 cân thì tôi thấy rộng rãi. Nếu mà so với chiếc Mazda 6 mà tôi đã có cơ hội trải nghiệm, nếu mà xét về những cái kích thước, về số đo ấy, rất là cụ thể, ở trên chiếc xe này nó bé hơn, nó Mazda 6 nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên là mặt thông số đôi lúc nó không quan trọng. Quan trọng là cái việc khi mà tôi đang ngồi chiếc xe này nó thực sự thoải mái. Phần ghế đệm thì êm. Ở dưới này chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa cho người ngồi hàng ghế sau. Cá nhân tôi có để ý là trên những cái dòng xe sang thì thường là cái phần trục các đăng ở giữa này nó lồi lên rất là cao. Có thể là do những cái xe hạng sang ấy thì thường là xe dẫn động cầu sau, thế nên là cái phần trục các đăng này thường phải làm rất là to để chuyển cái phần chuyển động của động cơ sang phần trục sau. Với cái việc mà cái phần trục các đăng nó lồi cao như thế này thì người ngồi giữa chỉ có thể để chân sang hai bên được thôi. Nếu mà để chân lên trên cao này thì chỉ có trẻ em thôi, chứ chắc chắn là người lớn không thể để cái chân như này và đi đường dài được. Nó là một cái chi tiết đánh đổi thôi. Tôi cũng chưa hiểu rõ là tại sao trên những chiếc xe sang thì cái phần trục các đăng này nó thường lồi cao như này. Vừa rồi là những cái trải nghiệm rất là nhanh và mang tính chất cá nhân của tôi về phần nội ngoại thất, cũng như là đặc biệt là cái phần trải nghiệm vận hành chiếc Mercedes C250 bản Exclusive đời 2018 có giá lăn bánh tại thị trường Việt Nam, tại Hà Nội, đó là khoảng gần 2 tỷ đồng. Cái điểm mà tôi cảm thấy thực sự ấn tượng với chiếc xe này đó là những cái thiết kế nó hao giống S-Class, nó mang lại một chút gì đó nó sang trọng, và theo tôi nghĩ cái đối tượng khách hàng của chiếc xe này là những doanh nhân trẻ thành đạt. Đó là về phần nội ngoại thất. Còn về phần cảm giác lái thì sao? Với một cái vẻ ngoài sang trọng như thế này, tuy nhiên là xe này vẫn mang lại những cái trải nghiệm lái nó phấn khích, nó cũng khá là thể thao, nó mang lại từng cái cảm xúc, từng cái nhịp đập mà bất cứ ai có thể cảm nhận được ở từng cú đạp ga, ở từng cái lắc lái. Nói chung là tôi cũng không biết dùng cái từ ngữ nào để diễn tả cả, bởi vì bản thân tôi thì cũng chưa được lái xe quá là nhiều, và tất cả những cái hệ quy chiếu, những cái so sánh của tôi thì nó đang còn khá là hạn hẹp. Thế nên là anh em nào mà trải nghiệm nhiều những dòng xe Mercedes nói chung hay những dòng xe Đức, và đặc biệt là chiếc C250 Exclusive này, thì rất mong là sẽ được thảo luận với anh em ở phần comment. Và sắp tới đây anh em có mong muốn là ekip thực hiện mê xe sẽ cố gắng mượn thật nhiều những cái chiếc xe tiền tỷ như này để review, để trải nghiệm, để gửi tới anh em hay không, thì đừng quên để lại like, share, subscribe này, cũng như là rung chuông để ủng hộ cho ekip thực hiện mê xe. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.